Hôm nay ngày 6 tháng 4, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ 71 con búp bê được cho là cung ma thông của cô gái 24 tuổi, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều 5 tháng 4 vừa qua, Công an quận Cái Răng tiến hành khám xét căn nhà tại phố B328 khu chung cư Hưng Phú Lâu A. Căn nhà này do cô gái Thái Thị Yến Nhi, sinh năm 1997, ngụ quận Thốt Nốt thuê, vừa làm nơi ở, đồng thời kinh doanh mặt hàng búp bê. Qua quá trình điều tra và khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 71 con búp bê, nghi là cung ma thông, để trong thùng cạch tông. Làm việc với cơ quan chức năng, Yến Nhi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ búp bê cung mang thông theo tiếng Thái Lan hay ở Việt Nam được biết đến với tên gọi là quỷ Linh Nhi, gần đây đang được xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Đây là một trong số vô vàng loại bùa ngại ở Thái Lan, được nhiều người nhắc đến về khả năng siêu nhiên cùng sự ngưỡng mộ lẫn nội ám ảnh. Đánh vào tâm lý tò mò, niềm tin đối với vấn đề tâm linh, một số đối tượng hỏi phòng tạo vẻ huyền bí để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Nếu tình trạng này không được chấn chỉnh kịp thời, sẽ dẫn đến những nguy cơ xấu đối với xã hội. Trong đó, nhiều đối tượng sẽ tiến hành lừa đảo để trục lợi phi pháp.